Bài hát Khát Vọng qua phần biểu diễn của một gương mặt ca sĩ rất quen thuộc trên màn ảnh nhỏ trong chương trình Sao Mai do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Quý vị dành tràng pháo tay để chào đón phần biểu diễn sự xuất hiện của nữ ca sĩ Ngọc Dung. Thank you.